Ban Nhân dân huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tam Nông được triển khai sâu rộng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, vai trò trách nhiệm của người dân trong tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm đã được đẩy mạnh tới các khu dân cư, cơ quan, trường học. Trong năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 200 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự. Nhờ đó, lực lượng công an đã điều tra, khám phá được 65 trên 69 vụ, đạt 94,2%, trọng án đạt 100%. Năm 2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tam Nông tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới phương thức xây dựng phong trào phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.